Quân đội Mexico sử dụng thêm tàu thuyền để trấn giữ an ninh trên đường biên giới giáp ranh với Guatemala. Người dân sinh sống tại hai quốc gia Mexico và Guatemala vào thứ Ba 18 tháng 6 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Mexico City đang cho tăng cường các biện pháp trấn giữ an ninh biên giới trong khuôn khổ của chính sách ngăn chặn người nhập cư Trung Mỹ đổ xô sang Hoa Kỳ với những áp lực từ phía Tổng thống Donald Trump. Trước đây, khoảng vài tuần lễ, thì Mexico cũng đã tuyên bố gửi 6.000 binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh tới tuần tra vùng biên giới phía Nam, vốn được dòng sông Suchiacicat. Ngoài lực lượng tuần tra trên bộ, thì quân đội còn sử dụng thêm tàu thuyền để kiềm chế đoàn người nhập cư. Do đây là nơi cư dân hai nước thường xuyên qua lại để mua hàng, nên một số cơ sở thương mại lo ngại doanh thu buôn bán sẽ bị ảnh hưởng bởi chính sách tăng cường an ninh. Thế theo thỏa thuận đạt được với Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 6, trong vòng 45 ngày, Mexico phải đạt được tiến bộ trong việc giảm bớt đoàn người nhập cư.